Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Khám Phá Vlog nhé. Và hiện tại trên tay mình đây là một cái chiếc đèn năng lượng mini nha các bạn. Chiếc đèn này mình thấy nó quảng cáo trên mạng rất là nhiều và mình đã mua về. Và hôm nay mình cùng các bạn khám phá chiếc đèn năng lượng mini này, xem bên trong nó có những gì và nó hoạt động như thế nào nhé. Đây là chiếc đèn năng lượng mini các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem bên trong chiếc đèn này nó như thế nào nha anh chị các bạn. Đây, bên trong có một chiếc đèn với lại ốc và bạn đây. Rồi bây giờ mình sẽ xem chiếc đèn này nha. Đây là chiếc đèn năng lượng các bạn. Rồi mình thấy trên đây là có bóng đèn nè, 20 bóng, một dãy 4 bóng, 5 dãy là 20 bóng. Và trên đây là nó có miếng năng lượng, miếng năng lượng này là để lấy năng lượng mặt trời nè. Ở đây thì chúng ta có cái nút tắt mở, mình đã biết ở đây là cái con mắt cảm biến nha các bạn, đây là để cảm biến người đó. Thì bây giờ mình sẽ thử nhé, mình sẽ mở công tắc này đó, mở rồi mà nó không sáng các bạn. Đây thì đó, khi mà ban ngày thì đèn sẽ không sáng các bạn đó. Mình phải che tấm năng lượng này, rồi giả dụ như trời tối thì đèn mới sáng nha. Nó ban ngày thì trời tắt đó. Ở đây là cái con mắt cảm biến người nè, khi có người thì nó sáng nè, không có người thì nó tắt. Rồi cái đèn này thì trên internet là giới thiệu quá nhiều rồi so với chức năng bên ngoài, thì bây giờ mình sẽ không có giới thiệu bên ngoài nha các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn khám phá bên trong của nó nhé. Đây thì trước khi khám phá bên trong thì mình sẽ thử cái độ sáng thực tế cho các bạn cùng biết nhé. Đây là ánh sáng trong phòng của mình nè. Ok, và bây giờ mình sẽ thử cái chiếc đèn trong phòng kính này nha các bạn. Đây là trong phòng nè, bây giờ mình sẽ để chiếc đèn tạm ở đây. Và bây giờ mình sẽ tắt đèn nha, tắt đèn và mở thử cái đèn này xem cái độ sáng của nó nha. Ok, và bây giờ là trời tối nha, bây giờ mình sẽ mở đèn này lên. Đây, đây là độ sáng của đèn các bạn. Độ sáng chỉ là ánh sáng đủ đủ để mình nhìn thấy đường đi thôi nha các bạn, chứ không phải là ánh sáng mà để mình ngồi mình có thể đọc sách hoặc là đọc chữ được, thì ánh sáng này không đủ sáng nha. Đó là ánh sáng thực tế đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp xem bên trong của nó có những cái gì nha các bạn. Đây nó có bốn con ốc ở bốn vị trí này đó, mình sẽ tháo bốn con ốc này ra nha. Đây mình đã tháo bốn con ốc ra rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra để xem bên trong của nó nha các bạn. Đây, và đây là bên trong của nó nè, rất là đơn giản luôn mọi người. Thì mình nhìn thấy ở đây là cái cục màu tím này là cục pin nè, này là cục pin để giữ, để khi mà cái tấm năng lượng này nè nó hứng ánh sáng mặt trời xong sẽ nó sẽ nạp điện vô cục pin này và nó lưu trữ trong cục pin này, thì để khi ban đêm nó sẽ phát sáng lên. Thì theo mình quan sát cục pin này khá là to các bạn. Thì cục pin này nếu mà dùng cho 20 cái bóng đèn này thì nếu nạp điện đầy đủ, mình đoán là khoảng cái đèn này nếu mà thắp sáng liên tục là khoảng 2 đến 3 tiếng là cùng nha. Đó là thời lượng sạc pin tối đa. Đó thì cái đèn này có ưu điểm là khi mà ban ngày thì nó sẽ không sáng mà nó chỉ sáng vào ban đêm. Và ban đêm á thì nó có chế độ cảm biến là khi mà có người thì nó mới sáng nha. Không có người thì nó sẽ tự động tắt. Và có người thì nó tự động mở sáng bằng con mắt cảm biến này. Nên dung lượng pin nó sẽ được đảm bảo mình sử dụng lâu hơn nha. Bên trong sơ qua cái đèn thì chỉ có như thế thôi các bạn. Chỉ có tấm năng lượng, cái tấm năng lượng nạp điện cho cục pin này và nó điện sẽ lưu trữ cho cục pin này. Khi mà ban đêm thì nó sẽ dùng điện của cục pin này để thắp sáng bóng đèn này. Thì phạm vi mà cảm nhận người là tầm 20 đến 30 mét đổ lại nha. Tầm 20 mét đổ lại đó. Con mắt này chỉ cảm biến khi có người là tầm 20 mét đổ lại. Nếu mà người đứng xa quá thì nó sẽ không sáng nha các bạn. Thì vừa rồi mình đã khám phá cái đèn năng lượng mặt trời mini này cho các bạn xem. Nếu mà được thì các bạn ủng hộ mình bằng cách ấn vào đăng ký kênh nhé. Và nếu được nhiều bạn ủng hộ đăng ký thì mình sẽ khám phá nhiều sản phẩm khác cho các bạn xem nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.